Chào các bác, hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy. Em mới về một cái chiếc xe Hyundai Santa Fe các bác ạ. Đây các bác nhá. Full xăng, cái chiếc xe này của em là bản full xăng. Sản xuất và đăng ký 2021 các bác ạ. Thì chất lượng xe thì em cũng xin cam kết với các bác là xe của em này là không đâm đụng và không ngập nước nha mọi người nhá. Cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Cái xe này chạy 4 vạn. Chạy 4 vạn rồi. Cá nhân một chủ từ đầu các bác ạ. Em đi việc một đoạn nên là em chia sẻ những câu chuyện về chiếc xe này để cho các bác màu trắng. Nội thất thì nguyên bản. Em mở nhỏ gió này. Xe này thì nó có sấy ghế hai bên này này. Ví dụ như cái mùa hè này chúng ta bật cái chế độ sấy ghế làm mát ghế này mọi người này. Làm mát ghế này cực kỳ hợp lý đó. Nút bấm là đi rồi mọi người ạ. Hạ gió lại một tí này. Cái chiếc Santa Fe này thì cá nhân em chia sẻ với các bác thì nó là đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Santa Fe thì nó là đẳng cấp rồi. Bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Con xe này hiện tại em đang bán cho các bác với giá là 1 tỷ 120 triệu các bác ạ. 1 tỷ 120 triệu giá trên em vẫn còn thương lượng cho các bác. Xe còn đang hết xăng, tí nữa em phải đi đổ xăng nữa các bác ông mà. Hỏng mất bơm. 4 vạn cây số, xe cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá. Nội thất ghế sau thì gần như là ít khi đã được ngồi đến lắm. Sản xuất 2022, cá nhân một chủ sử dụng từ đầu, chạy 4 vạn. Cái chiếc xe này thì cũng xin chia sẻ với các bác là em mua của bác chủ xe này là người ở Thạch Xá, Thạch Thất, cùng xã hiện tại nơi em đang làm việc các bác ạ. Anh ấy có nhu cầu đổi xe lên con Honda Hyundai Odyssey đấy mọi người. Cái con mà phân khúc trên của Hyundai Santa Fe, bây giờ xong xuôi của nó hình như không nhầm là tỷ tư. Thế là tỷ tư mấy chục, tỷ rưỡi đi, anh ấy đổi, nâng đời. Và để lại cho em chiếc xe này màu trắng. Mời lắm các bác ạ. Option của nó thì quá nhiều rồi. Lẩy số vô lăng, lệch làn đường, phanh khẩn cấp, cruise control là điều đương nhiên rồi. Đèn auto, gạt mưa auto, cốp điện, cân bằng điện tử, sấy sưởi ghế, điều hòa auto là điều đương nhiên rồi. Màn hình. Thực ra thì với cá nhân em thì em chưa đánh giá cao ở cái chỗ này này các bác này. Ở cái phần tắp lô này em chưa đánh giá cao lắm. Cái phần yên ngựa này thì là ok này. Bởi vì nhìn nó rất là lạ, cái cần số nút bấm từ xưa đến giờ ô tô cứ mặc định là phải có cần số đúng không ạ? Thế nhưng mà chiếc xe đời càng mới bây giờ thì nó càng hiện đại các bác thấy không? Xi nhan trái thì camera trái hiện lên, xi nhan phải thì camera phải hiện lên. Và điều đặc biệt xe có cả hệ thống camera 360 độ rất là nét các bác ạ. Đấy, các bác thấy không? Đây là em đang quay ở cái phần camera sau. Đâu rồi nhỉ? Tí nữa em bấm vào cái camera trước cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu cần xem và sở hữu chiếc xe này thì alo cho em các bác nhé. 1 tỷ 120 triệu các bác ạ. Giá trên em vẫn còn thương lượng và linh động. Cảm ơn các bác.